Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop Sẽ Phòng 8. Hôm nay thì em có mẫu gian XS2 phiên bản 2022. Hãng đã nhảy một bậc từ 2020 đến 2022, bỏ qua năm 2021. Có thể là do dịch nên các bác thì nó bỏ qua cái đời 2021 và nhảy lên 2022 cho nó mới hơn. Thì không biết cái chiếc XS2 2022 này nó có gì thay đổi so với phiên bản 2020. Thì chắc là đầu tiên nó về nước sơn. Thì sơn sẽ chuyển từ những dòng sơn bóng sang dòng sơn nhám, và đặc biệt cái màu sơn này nó niti chấm 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 này, nhìn như kiểu là nhũ nhưng mà không phản quang lại các bác nhé, nhìn chấm chấm cực kỳ như nhũ luôn. Đây là cái màu xám tro, đây là xám tro đi. Đấy, đây là gian XS2 2022 này. Còn về cấu hình của xe thì theo như em nhận định ban đầu thì nó hầu như là giống phiên bản 2020 thôi. Có cái thay đổi lớn nhất đó là thay đổi về cái màu sắc và cái chất lượng sơn bên ngoài thôi. Còn lại về từ tay đề này, vẫn tay đề Shimano này, tay nắm da mềm, bô tăng ghi đông nhôm gian này. Đấy. Càng của xe vẫn là càng thép nhưng mà nó làm được cái làm đẹp hơn này. Đấy, nó sơn cái kiểu sơn nhám tro này, nó làm nó che đi, nhìn được ban đầu cứ tưởng là carbon nhưng mà khi có gõ này, và các bác nhìn ở phần dưới cái chỗ điểm giao giữa cái bánh xe, cái trục bánh xe và phần càng này, đấy nó nhìn rình rõ nhất cái mũi hàn của nó là hàn thép, cái càng thép sơn rất là đẹp. Xăm nốt sử dụng xăm nốt gian 700x35C, may ơ nhôm này, phanh là đĩa gian này, phanh đĩa gian 160 này. Đấy, đây màu sắc củ đề vẫn sử dụng củ đề Shimano Toulay thôi, đùi đĩa nhôm 3 tầng đĩa của Rowell. Củ đề sau vẫn được sử dụng để cái đề Shimano Toulay này, 7 tầng nip Shimano, xích KMC, Meyer sau là Meyer nhôm, đấy, cam tròn này. Nói chung về tổng thể chi tiết thì chả khác gì chiếc gian XS2 2020, nó chỉ nâng cấp mỗi cái nước sơn thôi. Đấy, để hôm nay có mới về nên em phải review ngay cho các bác để các bác biết được cái mẫu màu sắc mới này, thiết kế mới của chiếc gian XS2 2022. Hàng vừa về các bác nhé, về được 1-2 hôm, hôm qua thứ bảy nhật đông khách em chưa kịp review, hôm nay thứ hai em đã review cho các bác để các bác có thể biết được. Nếu bắt đầu quan tâm thì mẫu xe gian XS2 2022 có thể truy cập website xe88.vn hoặc alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để đặt hàng mẫu này. Hiện tại mẫu xe này về rất là nhiều các bác ưa thích vì cái màu sắc của nó khác biệt so với đời cũ, nó có thể nhiều màu lựa chọn hơn, nên các bác nào mà muốn mua mẫu xe này thì cứ alo trước để đặt hàng. Cảm ơn các bác dành thời gian xem video, xin chào các bác.